Găm mày thằng đi theo ngoại cái gia trời này thì nó cũng muốn một cái chân rồi mà giờ đi theo ngoại đi ra ngoài này trời có gì không, có thì mình nấu cháo trắng khô khô ăn thôi, đừng nói trước Nguyên đi lủng lủng đi theo ngoại. Nguyên đâu hả? Nguyên đi đâu hả? Đi với ngoại hả? Ông ngoại đâu? Ông ngoại nói cá thì nhiều mà cái chài gắt hết trơn à. Hôm nào Hằng mua cho ông ngoại một cái chài coi. 15 gram rồi kìa. Chút xíu nữa dần. Mưa rồi. Đi từ từ không đi, chạy chứ cho mệt vậy, nhảy không à. Ồ, cá móng kìa ngoại. Cá móng mà cái chài của ngoại nó gắt te tua cái thằng rủ. Rủ bà nó nha. Bà chài cá. Đùng. Rồi dây đi luôn rồi. Kiếm cái gì ba? Kiếm cây hay là ba lội xuống luôn hả? Rồi ông ngoại chài cái cầm dây đi ra ngoài luôn rồi. Ông ngoại chài kiểu mới quá Nguyên ơi, chài mà buông dây luôn. Ủa vậy là mình xuống, mình chạy xe xuống tới đây là ở chỗ đó nhà của Út Tú hả ba? Hả? À, đường nhà Út Thạch á. Chạy lên. Ủa rồi cái bóng này vậy rồi tới nước có sổ cái gì không ba? Cứ để vậy hoài vậy ha, chứ không có sổ được ha. Kìa kìa, có ngoài kìa, ngoài kìa, ngoài trời kìa. Té à. Kìa cái đó nó quện móng nó rồi bà. Không có con nào luôn. Trời ơi, oh wow. Ai trời vậy? Ừ. Thôi con đi lên đó đi, mẹ đứng đây. Bự không ba? Một con cá đối. Cái chai của ngoại y cũng găng này. Bây giờ mà. Làm cái gì vậy? Ủa, con cá kìa. Cái này bà túi. Bà túi đem gói ăn á. Nó nhìn ông ngoài bà túi. Ok ông ngoài, ông ngoài sọt cho con sách kìa. Wow. Rồi kìa. Wow. Rồi đi vô. Được được con gì vậy? Con cá. Đi đi đâu vậy? Con cá đi ta te coi kìa. Bà còn mướn miếng tôm như biết được có mấy con ra nói nãy. Dạ. Không có luôn. Dạ.
Nó đi hút rồi thấy ba chài cái nên quay ngược lại. Hỏi ở ngoài có không? Hỏi ai? Ồ, cá móng bự bự không mà móng ở đâu không? Rồi ở ngoài chài dính vô cái cây gì rồi? Đó 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 đó. Đó đó nó tuốt đẳng kìa ngoài, chắc nhỏ hả? À. Chạy à? Rồi dính cái cây rồi. Ôi 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 kìa, được hai ba con luôn. Đó 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 đó, kìa kìa, đưa đưa cho ngoại sọt vô. Ngoại sọt vô con sách. Nó nằm ngay ngay cái góc góc vậy là ba phải nó ăn bọt nước. Trời, có cái cây vậy tưởng đâu không dính chứ, ai ngờ cũng dính mấy con. Cà quán ông ngoại đi một con nữa rồi ngoại mới đưa cho con được. Con ngồi đó đi. Ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó. Ôi, coi dòng ngồi ra ngoài. Coi dòng ngồi ra ngoài. Thiết không? Rồi. Wow. Ông ngoại hay quá. Ông ngoại hay quá ơi. Được mấy con? Ba con. Ba con. Ai vậy? Ai 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 được ba con vậy? Ai chạy được ba con? Chạy đây hả? Ủa nó kêu ngoại chạy đây nè ngoại ơi. Ú quay vậy ba, mang cá này ú quay. Cá baby. Ờ cá ú quay. Biết cá đó cá được gì không? Dạ. Cá đói, thôi đứng cho nó đi. Ba em chạy được mấy con rồi nè, xíu nó qua ăn cháo trắng. Thôi con đứng đó đi rồi ông ngoại đi lên. Con đi xuống một hồi cá đó nó gớt xuống dưới thì không còn ăn luôn. Gì? Hổ. Có không ngoại? Thôi vô đi ngoại ơi, được rồi. Ba con được rồi, với trong nhà còn mấy con tôm nước kho khô được rồi bay. Nữa hả? Trời, kêu ngoại vô, kêu ngoại chưa chịu vô, nó cứ đi chài hoài. Thấy được có ba con, cứ đi chài hoài. Trời, chỉ mưa rồi. Ở ngoài có con vịt là thấy cưng ghê không? Quay. Vịt cơ nguyên thấy cưng không? Đây vô đây ha. Nguyên ha, Nguyên cái này Nguyên khoái vậy làm cá cả nhà, làm à đang cá nãy ông ngoại chài nè, cá đối ở đâu rồi của ngoại khô khô nó cho trắng ăn. Lâu rồi không ăn kho khô cháo trắng. Đất của ngoại thì cá nhiều lắm cả nhà ơi, nhưng mà có cái là mình chài với nước nhiều quá nó khó chài lắm. Với cái chài của ngoại một cái chân này, chài một cái rồi. Ba mua cái chài khoảng nhiêu ba? Mẹ mèo, mẹ mèo. 800 à? Mẹ mèo, dữ vậy hả?
nào mua cái chày. Ừ, tắm em, bác tắm em. Con làm cá. Đồ ra thì nấu cháo. Nguyên ra đây gượt mấy con chó chạy tán lạc hết rồi. Dịch không em? Dịch đâu? Mèo đâu? Mèo mèo của ngoại rồi. Rồi, tôi ra nấu cháo. Mèo ơi. Mèo chạy kia rồi. Ở bơm nước đi. Bơm nước đi. Gì? Tôi ra bơm nước. Có ba con cá. Chạy đi. Ăn cá này cứng không mà ra. Ôi, sớm làm gì được mấy con. Chặt cái lông quay lại quên đem đi đó. Rồi chiều vậy là ông đi vô chổng rồi luôn hả? Đi chặt cùi lại vô thấy đem vô luôn. Dễ giàu gì? Siêu quậy mà, đi tới đâu là phải quậy tới đó. Mới chịu à, bơm nước đi. Bơm nước đó, bơm cái nước đó đó, bơm thử được không? Cái chừng té này nè. Trời ơi giỏi quá, giỏi quá. Ô, cố lên. Cố lên. Giỏi quá, mình giỏi quá mình ơi. Bấm rươi nha. Xíu nữa. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Ai nó bắt được rồi. Bắt đi hết trơn rồi. Cho xíu bột ngọt. Để quên đậy con mèo nó quất hết cái đầu rồi cả nhà ơi. Có ba con cá mà hai cái đầu. Rồi. Ủa mình có nước màu không? Có nước màu mà. Đổ nước màu vô luôn đây. Chín chưa? Đâu? Quậy đi. Nấu cháo ngon quá trời luôn. Trời ơi, nấu cháo ngon quá trời luôn. Nấu cháo trắng ăn. Tôi ra nấu cháo chín này. Ngon quá trời luôn. Rồi, xong con cá. Xong mặc áo vô. Nực hả? Thắng nước màu cả nhà ơi. Đó, cho miếng đường vô thì cho miếng dầu vô nữa thắng nước màu. Đang thắng nước màu cả nhà. Nãy cái gì để đường vô cái cho một xíu nhà hết ngoài trời có ngoài hết dầu ăn này thì cho miếng nước vô đợi xíu trở lên màu chút mới đổ cá vô. Hơi gì ngắn quá vậy. Rồi. Đó bưng tô cá lại chuẩn bị. Hả? Chưa nha. Nay kho khô đô ra nè, kho coi. Ăn với cháo trắng. Để cá vô. Dớt cái cá thôi, đừng đổ nước vô. Trời trời, rồi dớt cái cá vô. Để vô luôn. Cái cá vô. Ừ, vậy đó. Cho nó có màu cái này hả? Đổ nước vô. Ừ.
rồi được rồi, đừng quậy nữa, quậy nó nát hết rồi, đổ nước vô đi. Rồi đổ vô, quậy quậy cái đó đó, ừ quậy quậy nước nó đổ vô nước mắm đó. Ừ trời ơi, ông định bỏ, ông định đổ nước vô gì mà đổ ra này ghê thật. Đưa đũa mượn ấy, trời ơi đổ ra kho kho cá mà đũa một đầu này đầu kia luôn. Ta là khều nhẹ nhàng thôi, đô la làm xẹt 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 xẹt. Mỗi một con cá là các ca làm ba khúc, ba khúc mà con mèo nó làm hết một khúc rồi. Gậy để kho khô ăn được này đó. Hết ớt luôn, không ớt không gì luôn. Tiêu có tiêu không? Ừ, miếng tiêu vô chút xíu, nó cạn cạn cho miếng tiêu vô. Tiêu là đâm luôn á, ghê thiệt. Thử coi, thử miếng coi. Mặn mặn nè, chạy đi chút xíu năng cháo trắng là ngon cả nhà. Chưa mặn quá đó, kho khô này chuẩn bị quẹt quẹt rồi đó, để lửa riu 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 vậy cả nhà. Tiêu đâu, tiêu đâu rồi, để tiêu vô ít thôi. Rồi xong cái lên ngon quá, ngồi mình ăn cháo trắng là mình phải quẹt như nè, ngon. Rồi sao rồi, sao rồi, ô chuẩn bị khét rồi. Rồi xong lên, coi chừng nha, coi chừng nha, có mấy con hồi là đổ luôn là xong luôn á, đổ ra có không ạ? Đây đây mình vô mình ăn ăn cháo. Trời, con ngoại thì không có điện, có xài cái năng lượng mặt trời nha cả nhà. Đây đèn này là đèn năng lượng nha, thì trước được cái sau được cái đó. Ngon không em? Ngon không? Rồi ngồi xuống. Tôi ra nấu mà, tôi ra nói là ra cháo này ngon lắm à. Người ra nấu á. Rồi gớt một cục ra để đi, ngon lành luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn này đi. À, ngoài, ngoài nóng, nóng, nha. Nóng. Bà ngoài, ông ngoài múc ít thôi cái đầu. Rồi. Đây, con thổi cho. Con thổi cho bà miếng. Hả? Đây, cho em nè, cho em nè. Ba, mẹ anh thổi cho em cái. Em thổi nha, nóng nha. Ừ. Nè Nguyên, mời cả nhà ăn cháo đi. Mời cả nhà ăn cháo đi. Mời cả nhà ăn cháo. Nóng. Gì? Nóng, nóng. Nóng, nóng. Nóng, thổi đi. Thổi đi. Nữa hả? Ăn nào này hả? Nóng. Mẹ lấy cho con nha. Nhưng mời cả nhà ăn cháo trắng nha. Cháo trắng ăn khóm với quẹt. Quẹt. Ông ngoại quẹt. Nướng bay ơi. Hả? Nướng bay ơi. Ngon á. Gì? Ngon. Cháo trắng đồ ra nấu á. Chưa ăn giờ mà chép miệng thèm trời. Ô con vịt còn nguyên. Vịt thấy cưng á ba. Cái chân bị có tật hả? Ừ. Để nuôi đi đừng làm thịt ăn. Thấy cưng quá à. Ở ngoài nó tối ngày có con vịt này nó chơi với mèo với con chó nè. Ừ, ăn với con mèo với con chó. Ăn với con mèo con chó không à. Ăn đi ba, ăn cá đi ba. Ừ. Nhiều lắm á. Sao đâu ra? Ngon quá. Im không? Ngon quá. Im à. Gấp luôn đi ba. Vậy chứ ăn hết rồi, mình khô khô quá ăn hết rồi. Mèo ơi.
Mèo của ai vậy? Mèo. Mèo của ai vậy? Con ngoại. Ông ngoại cho Nguyên xin con mèo đó đi. Xin đi. Xin ông ngoại đi. Ngoại cho. Thấy không? Bắt cây chảnh nha. Dạ đi. Ăn nửa cá đi. Ăn nửa cá đi. Nè, cá nhóc nè. Ôi, ngon. Rồi. Ngon quá trời. Béo. Một chén. Chén thứ hai. Này cháu này đâu ra ăn cầu mà 10 chén mà. Hả? Lâu lâu ăn cháo này ngon cả trời. Rồi tới mẹ mốc ăn. Giờ tới hăng ăn. Miếng gì? Đó, cho em rồi đó. Đúng không? Ngon. Thương á. Chén của ngoại có rồi. Ngoại có rồi, ngoại có rồi. Đó, ngoại có rồi, chén của ngoại. Cái này cho mẹ. Chén của mẹ, chén này chén con nè. Nè, xương nè. Ông đại ba cắt nguyên cứa đi. Đâu ra. Ông đi nè, ngoại cứa giữa nè. Đâu ra này, cục đuôi nè. Ở quốc vô. Quẹt quẹt cái này mới ngon. Nóng. Còn có chút dầu ăn nè cả nhà. Ngon quá. Còn có chút dầu ăn nè. Có Miền á. Đồ ra để ở dưới. Có Miền lấy đổ nước cho cây dầu ăn luôn. Xong luôn. Này. Này cho anh Tâm ở nhà. Hàng với bé Miên ra ngoài này. Đi ra ngoài này dằn dằn quá Tâm chưa có dám đi. Đừng ra nhà ngoại dằn hết. Phải lội bộ vô một chút. Cái gì vậy không em? Rồi ngồi đi. Nay bà ngoại về vậy, thường bà ngoại qua này. Sùm bộ ha, đô ra ha. Sùm bộ. Gặp mà có bà ngoại đây, ngoại khoái này lắm. Chiều ăn cơm rồi hả ba? Rồi. Mới ăn rồi chiều. Chú mình đưa ra qua kia ngủ hả? Chú đi cùng ra qua bên kia. Ra trời dưới. Trời dưới luôn. Cho ba ngồi qua này. Hỏi trời dưới đâu kìa? Trời bên bệnh, trời nhỏ bệnh. Này kho mắm gươi ngon. Ba không lấy cái gươi về kho ăn. Đã. Nó biết. Mà bên trái múc một cái gươi đi. Về kho ăn. Ngon. Ba kho khô nhà ba để nó nghe. Cái gươi ba đừng kho bằng nước mắm. Để vô kho. Trời ăn nó béo. Thơm. Mẹ ơi nó ăn đi. Đúng là kho khô quẹt, ngon thiệt. Quá trời ngon. Nhặt em miếng cơm rồi. Chân chân chân. Chân chân chân.
ra nó cho mau mau ấy thì quên ngon thiệt quá. Nhà ba nó phải mặn mặn ha, ngọt ngọt. Cảm ơn con gọi. Cái ăn ông cái gì không? Vậy mình ráng lắm. Cháu trắng khô quẹt mà ăn nhìn thấy thèm ghê. Này gặp cá ăn, nè, chia ra ăn hết á. Nguyên dễ dắt đi đâu nó cũng ấy. Yêu cầu có chỗ quậy là quậy à, không có đòi ai. Ngoài ăn nữa thôi. No hả? No. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kìa ông ngoại lấy. Ngoại hết chó. Mẹ ơi. Ơi. Ngoài đổ chó. Ngoài đổ chó. Đếm cái kiểu gì mà qua 7 9 nha. Ăn nãy giờ cả nhà ăn gì mà còn nhiêu đây nè, đây là sáng tiếng nữa đâu ra. Dạ. Rồi, giờ chào cả nhà. Nguyên chào cả nhà nè. Chào cả nhà.